Bạn tôi ơi, đã bao giờ bạn rơi vào những trường hợp như thế này chưa? Bạn đã bị mất ngủ vì không thể dừng lại những luồng suy nghĩ đang chạy liên tiếp trong đầu. Hoặc có bao giờ bạn tự ngồi trước gương và thủ thỉ với chính mình trong đó? Hay là có những lúc tự động viên bản thân bằng những câu như là "Cố lên nào, mày làm được mà". Đó chính là lúc bạn đang tự trò chuyện với chính mình. Vậy trò chuyện với chính mình cụ thể là gì? Liệu nó tốt hay là xấu? Và có cách nào để sử dụng những cuộc độc thoại nội tâm làm bản thân mình tích cực hơn hay không? Hãy dành ra vài phút đồng hành cùng với chúng mình nhé! Chào mừng các bạn đang nghe kênh podcast của Thalic Voice. Mình là Bảo Huệ, sẽ đồng hành cùng với các bạn với chủ đề tự trò chuyện với bản thân. Tự trò chuyện với bản thân và những sự nhầm lẫn. Nhiều người khi nghe đến vấn đề này đã lo lắng rằng việc nhận thấy bản thân đang có những cuộc độc thoại nội tâm ngày càng nhiều, thật giống như cảnh phim về những tên tội phạm nguy hiểm, mắc chứng tâm thần phân liệt trên TV. Điều này khiến cho họ thực sự thấy bất an. Trời, nhưng bạn của tôi ơi, nói chuyện một mình chỉ thật sự là vấn đề khi những gì bạn nói là những nội dung mang tính phá hoại và nguy hiểm. Việc tự nói tích cực thì ổn, nhưng nếu bạn thường xuyên nói hoặc là tự nhủ về những điều buồn bã hay những thứ tiêu cực, đó có thể là một bất ổn và có thể dẫn đến các vấn đề tâm thần như trầm cảm. Hoặc bạn đang chìm vào một tình trạng mơ màng, thể hiện các lời nói lộn xộn và trong những bối cảnh không phù hợp, thì lúc này bạn mới thật sự cần đến những can thiệp chuyên môn. Hành vi tự trò chuyện với bản thân không phải chỉ mới được chú ý gần đây. Nó đã được nghiên cứu từ những năm 1880. Theo nhà tâm lý học Vygotsky, nói chuyện một mình là cách để trẻ em tiếp nhận và lý giải những gì đang diễn ra xung quanh. Khi lớn lên, dù không còn nói lẩm nhẩm thành tiếng một mình quá nhiều, nhưng bạn có bao giờ để ý rằng chúng ta có rất nhiều những suy nghĩ, nó là những cuộc đối thoại thầm lặng diễn ra trong đầu. Chúng ta tự suy nghĩ và trò chuyện với chính mình mỗi ngày. Trò chuyện với bản thân, hay còn gọi là nội quan, quan sát nội tâm, là cách để chúng ta khám phá sức mạnh của bản thân, để từ đó khai phá những tiềm năng lớn, giúp ta nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đơn giản hơn. Tuy không biểu đạt ra ngoài bằng ngôn ngữ, nhưng những cuộc đối thoại nội tâm này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi của chính chúng ta. Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Jean Piaget đã quan sát và nhận thấy rằng những đứa trẻ bắt đầu kiểm soát hành động của mình ngay từ khi tập nói. Khi chạm vào một vật nóng, trẻ mới biết đi thường nói to, nóng và đi ra chỗ khác ngay. Với sức ảnh hưởng, những suy nghĩ tích cực hoàn toàn có thể đóng vai trò soi đường. Ngược lại, những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh trong đầu, đôi khi có thể đẩy ta tới bờ vực mất cân bằng tâm trí. Vậy thì bạn nghĩ tự trò chuyện có xấu không? Có người cho rằng một trong những cuộc trò chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là trò chuyện với chính mình. Những nghiên cứu khoa học đã khám phá ra một sự thật thú vị là khoảng 1/3 đến một nửa thời gian khi thức, tâm trí của chúng ta lại không hề ở yên trong hiện tại. Xu hướng tự nhiên của tâm trí con người cũng như hơi thở, chúng ta tách rời khỏi hiện tại và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, thậm chí là miên man với những tình huống tự tưởng tượng ra. Ồ, có lẽ lúc đó mình đã không nên cư xử như vậy, nếu được làm lại thì mình sẽ... Hay là đang tưởng tượng ra rằng ngày mai nếu như gặp chị hàng xóm mà mình chót to tiếng lúc trưa thì mình sẽ phải làm thế nào nhỉ? Có cả tá những suy nghĩ có thể hiện lên và liên tục làm phiền tâm trí bạn. Tự trò chuyện với chính mình thực ra lại giúp ích rất nhiều cho bạn. Khi bạn biết chủ động quan sát bản thân, tận dụng những lợi thế từ những lúc trò chuyện với chính mình, nó sẽ giúp cho bạn chọn lựa những quyết định đúng đắn nhất. Nếu chưa tin thì bạn hãy thử nghe về ví dụ này nhé. Dù là trong thế giới thực hay là thế giới ảo, khi ta để suy nghĩ lẩn quẩn điều khiển hành vi của mình, ta thường rơi vào một loạt những hệ quả xấu và làm cho ta tổn thương nhiều hơn. Vậy thì liệu cách thức não bộ xử lý nỗi đau về thể chất có giống cách nó xử lý nỗi đau về tinh thần hay không? Để tìm ra câu trả lời, tác giả Ethan Cross đã thực hiện một thực nghiệm rất thú vị, so sánh MRI của một người nhìn vào tấm hình người yêu cũ và khi áp một vật nóng vào cánh tay của anh ta. Kết quả cho thấy đã có rất nhiều sự trùng lặp trong hoạt động của não bộ ở cả hai trường hợp. Nói cách khác, nỗi đau tinh thần cũng có cơ sở sinh lý như nỗi đau về thể chất. Việc chữa trị các tổn thương tâm lý cũng có những cách thức riêng biệt. Một lần nữa, tiếng nói nội tâm phát huy tác dụng của mình. Tiếng nói nội tâm sẽ có tác dụng như một loại giả dược nếu như ta biết cách sử dụng chúng hợp lý. Hẳn là lúc này bạn đang rất tò mò. Vậy thì chúng ta sử dụng tiếng nói nội tâm như thế nào để ngưng những suy nghĩ độc hại tiêu cực ở trong đầu? Đừng vội, bạn hãy nghe những gợi ý sau đây nhé. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiếng nói nội tâm có thể tương đương với tốc độ nói 4.000 từ trong một phút. Chính vì điều này có thể dẫn ta đến những suy nghĩ lẩn quẩn ở trong đầu. Chúng ta có nhiều lời khuyên về kỹ năng giao tiếp, nhưng không phải ai cũng biết cách để có một cuộc trò chuyện hiệu quả với chính mình. Trong cuốn sách Chatter, trò chuyện với chính mình, giáo sư Ethan Cross đã đưa ra một số cách giúp chúng ta làm chủ cuộc trò chuyện này. Và ở đây tôi xin được trích dẫn một vài ví dụ. Đầu tiên, sử dụng độc thoại tạo khoảng cách. Khi bạn trải qua khó khăn, hãy dùng tên của mình và đại từ ngôi thứ hai là bạn để nói với chính mình. Điều này sẽ giúp làm giảm hoạt động thần kinh liên quan đến sự ưu tư trăn trở và đưa đến thành tích tốt hơn, tư duy khôn ngoan và ít tiêu cực hơn. 2. Tưởng tượng mình đang khuyên một người bạn. Cách khác để quan sát trải nghiệm của chính mình từ một khoảng cách là hãy tự tưởng tượng mình sẽ nói gì với một người bạn đang gặp khó khăn tương tự như vậy, nghĩ về những gì bạn sẽ khuyên người bạn đó và ứng dụng cho bản thân. 3. Mở rộng tầm nhìn. Sự tiêu cực sẽ xuất hiện khi ta phóng đại vấn đề lên. Hãy so sánh những lo lắng hiện tại với những khó khăn tột bậc mà bạn hoặc là người khác đã trải qua. Một cách khác là hãy nghĩ xem một người mà bạn ngưỡng mộ sẽ xử lý ra sao khi gặp tình huống đó. Và cuối cùng, nếu chưa đủ, hãy xem khó khăn của mình là một thử thách. Tất cả những cách trên đây đều có thể giúp cho bạn nhìn sâu hơn vào nội tâm của mình. Marcel Proust, người được đánh giá là nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ 20 đã từng nói, chuyến du hành kỳ thú nhất không phải là cuộc phiêu lưu đến miền đất kỳ lạ, mà là khi ta nhìn sự việc cũ với một cái nhìn mới. Hãy dành vài phút mỗi ngày để tự trò chuyện với bản thân và khám phá ra những tiềm năng còn đang ẩn giấu bên trong con người mình bạn nhé. Chúng mình là podcast của Thalic Voice. Hẹn gặp lại các bạn ở lần tới nhé. Thalic Voice tuyển sinh các khóa học cải thiện giọng nói, giao tiếp, nói trước đám đông.